Giờ này chào mấy bác nha. Em có một con Echo Kirit. Đấy. Đây là một con Echo dòng AT nha. Dòng AT, dòng AT 250. Và những cái dòng này là xài cực kỳ sướng. Em dám cam kết vậy luôn. Dòng AT này xài sướng lắm. Thiệt sự. Trong những cái dòng mà hàng hệ thì nó thuộc hàng hệ nha. Mọi người nhìn kỹ cái dòng máy này thuộc hàng hệ, hàng đẳng cấp nha. Đó, thuộc hàng đẳng cấp. Đây, mọi người nghe tiếng máy. Nó thuộc hàng đẳng cấp nha, chứ không phải hàng thường đâu. Đấy, muốn nổ thế không? Rồi, em nhồi vậy cho vui thôi, để mọi người nghe tiếng hơi. Còn bây giờ em chỉ cần khừ cái nổ. Cực kỳ dễ thương. Đấy. Và em dám cam kết nếu những con này về mà không sướng á, xài không sướng em khỏi lấy tiền mọi người, làm gì cho nó mệt luôn. Em dám khẳng định vậy. Bởi vì em bán hàng là em biết những dòng nào ngon là nói ngon. Dòng này thì cực kỳ ngon, cực kỳ châu bò. Dòng AT này là dòng máy đặc biệt của Echo đó. Những người am hiểu về máy sẽ tự hiểu thôi, chứ không cần em nói gì nhiều. Và dành cho những bác nào biết xài thôi. Là nói thiệt. Rồi thì năm mới không có gì. Thì bên em giá của những cái con AT này này, thường của nó đến 1,4 triệu lận. Nhưng mà ngày nay và ngày mai là em sẽ nhận tiền của mọi người với giá chỉ 1,2 triệu. Bên em sẽ bao ship tận nhà cho bà con. Về xài không sướng, khỏi lấy tiền. Thiệt sự, nếu như chê khỏi em khỏi lấy tiền luôn. Thiệt sự luôn nha, bởi vì em biết. Em bán hàng là em hiểu đời máy. Em va chạm với máy hàng ngày. Em biết từ đời máy cày này, xe máy này, máy cắt cỏ này, cưa lốc này, cưa xăng đấy, là gần như là những người mà bán như em nói thiệt, dòng nào ngon nói ngon. Và tại sao con này giá rất là rẻ, mọi người nhìn cái cò ga mỏ vịt của nó đây này, cái bộ cò ga này không nha, mọi người mua không bao giờ dưới 200.000, đó là nói thiệt nha, mọi người coi này, cò ga rin nha, và máy này chưa hề dọn dẹp gì đâu nha, về là để vậy là bán luôn, thiệt sự. Rất là VIP, yên tâm. Đã lên chế gang ngang luôn rồi. Về xài rất là sướng, bao sướng luôn. Thật sự, biết trước nó luôn. Nên mọi người yên tâm. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn mọi người. Con này là con Echo 250. Thì con này bên em đang sell với giá là 1,2 triệu. Bao ship tận nhà cho mọi người. Và mọi người chịu khó về làm cho nó sạch sạch đi. Chứ em không có thời gian em làm sạch luôn. Nhưng máy rít nha. Và hơi hãm thì miễn bằng. Thật sự rất là rẻ. Còn AT như thế này, AT 250, quá đỉnh, đỉnh cao chất lượng. Về xài rất là phê. Những bác nào xài rồi tự hiểu thôi. Không cần em phải quảng cáo quá nhiều. Bởi vì dòng này là một dòng máy rất là ngon. Giá rất là rẻ, 1,2 triệu thôi. Bao ship tận nhà, có cò ga mỏ vịt như thế này. Cái cò ga này không trừ, nếu như mọi người lấy, ưng lấy, không lấy cò ga, em trừ bớt tiền ra. Trừ đi bởi vì em sẽ thêm phải thêm tay lái, thêm này thêm nọ, bớt đi 100.000. Còn nếu không lấy gì luôn, có nghĩa là ngang đoạn này em tháo lại, em trừ hẳn đi 200, vậy đi. Đó, 1,2 triệu còn 1 triệu thôi, bán vậy, bán cho vui, ưng như nào là chơi như vậy. Nhưng mà nên nhớ, em bán không bao giờ nhầm, nên mọi người nên lấy luôn, thì nó hay hơn. Thêm 200.000 mọi người được rất là nhiều cái lợi. Lợi cái, được cái cò ga rất là VIP. Đấy, mọi thứ, em bán rất là đơn giản thôi. Hình thức mua bán thì bên em cố gắng, mọi người cố gắng cọc cho bên em. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video nha. Rồi năm mới thì chúc bà con sức khỏe dồi dào, làm ăn vạn sự nhí. Rồi nói chung là vậy thôi, chẳng biết chúc gì hơn nữa. Rồi cảm ơn mọi người nha.